Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh của mình. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người là tai nghe Bluetooth 5.0, mời mọi người cùng đón xem nhé. Thông tin chi tiết sản phẩm tai nghe 3CX WM01. Màu sắc có các màu đen, trắng, xanh lá cây, màu tím. Khoảng cách liên lạc 10 mét. Thời gian chờ 250 giờ. Thời gian nghe nhạc 5 giờ. Thời lượng nghe nhạc với hộp sạc 25 giờ. Dung lượng pin tai nghe 40 mAh. Hộp sạc 300 mAh. Công suất đầu vào của tai nghe 50 mA. Dòng điện đầu vào của tai nghe 8 mA. Công suất đầu vào của hộp sạc 300 mA. Dòng điện đầu vào của hộp sạc 96 mA. Thời gian sạc khoảng 1,5 giờ. Tần số đáp ứng 20Hz đến 20 kHz. Giao diện sạc là loại C. Sản phẩm thích hợp cho tất cả các thiết bị không dây, tương thích rộng rãi, kết nối không giới hạn, tương thích với hệ điều hành Android, iOS và Windows. Cách sử dụng của sản phẩm: để phát hoặc tạm dừng, nhấn nút vào vùng cảm ứng tai nghe bên phải. Để chuyển sang bài hát trước, nhấn và giữ vùng cảm ứng tai nghe bên trái. Để trả lời hoặc gác máy, khi có cuộc gọi đến, nhấn nút vào vùng cảm ứng tai nghe bên phải. Thông tin sản phẩm 3CX-WM02. Thương hiệu 3CX, chất liệu ABS. Màu sắc có các màu: màu tím, màu xanh dương, màu đen. Phiên bản Bluetooth 5.3. Dung lượng pin tai nghe 40 mAh. Dung lượng pin hộp sạc 300 mAh. Thời gian nghe 5 giờ. Giao diện là loại C. Tổng thời gian pin với hộp sạc 22 đến 25 giờ. Thời gian sạc khoảng 1,5 giờ. Danh sách các phụ kiện đi kèm: dây cáp sạc loại C có 1, nút tai đã có số lượng là 4, hướng dẫn sử dụng là có 1 bộ. Thông tin sản phẩm 3CX-WM03. Đặc điểm và tính năng: tai nghe không dây tích cực 3CX-WM03, hệ thống giảm tiếng ồn vật lý trong tai, giúp giảm tiếng ồn môi trường hiệu quả. Màng loa 10 mm có trường âm rộng, cân bằng ba dài và âm thanh nguyên bản thuần khiết, đồng bộ hóa âm thanh và video, độ trễ thấp, giải pháp Bluetooth 5.0 tiên tiến, chống nhiễu, đường truyền ổn định, đồng bộ hóa âm thanh và video, độ trễ thấp, cuộc gọi rõ ràng mà không bị nhiễu, micro vi diện MEMS, độ nhảy cao và radio rõ ràng không bị nhiễu. Tai nghe không dây WM03, thương hiệu Basius, chất liệu ABS, phiên bản 5.0, thời gian chờ 300 giờ, thời gian nghe nhạc 4 giờ. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip sau.